hậu vệ đội tuyển Việt Nam bị gãy xương, huấn luyện viên Palestine thừa nhận đá trắng. Huấn luyện viên Makram Dabouk của đội tuyển Palestine thừa nhận các cầu thủ đã đá trắng. Vào bóng quyết liệt với chủ nhà đội tuyển Việt Nam. Điều đó vô tình khiến Trung Hiếu bị gãy xương mát và dự kiến nghỉ 2 tháng. Ở hiệp 1 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Palestine tối ngày 11 tháng 9, hậu vệ Phạm Trung Hiếu đã phải rời sân sớm sau 2 lần va chạm với cầu thủ đội bạn ở phút thứ 4 và phút thứ 10. Điều đó khiến cho anh phải đi cấp cứu. Theo thông tin có được, Trung Hiếu bị gãy xương mát và dự kiến nghỉ 2 tháng. Đây có thể xem là tổn thất với Hải Phòng khi câu lạc bộ này sắp thi đấu AFC Cup. Ngoài Trung Hiếu, Việt Hưng cũng bị rách mí mắt cũng sau một pha tranh chấp với cầu thủ Palestine. Cần nói thêm, Việt Hưng cũng là hậu vệ trái số 1 của câu lạc bộ Hải Phòng. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Makram Dabouk của đội tuyển Palestine nói, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt. Các cầu thủ của họ đã chơi hay. Việc Palestine quá ham dâng cao để gây sức ép đã dẫn tới để lộ khoảng trống sau hàng phòng ngự. Cầu thủ Việt Nam đã khai thác được điều đó và ghi bàn. Dù sao, tôi nghĩ Palestine đã chơi tốt. Ông nói tiếp, theo tôi, đội tuyển Việt Nam không có quá nhiều khác biệt giữa hai hiệp đấu. Nhưng điều khác biệt là từ phía Palestine. Trong hiệp 1, chúng tôi gặp hai trường hợp chấn thương và buộc phải đưa vào sân trong hiệp 2 bằng hai cầu thủ khác. Hiệu suất khi đó giảm sút rõ rệt. Thời tiết và độ ẩm cao ở Việt Nam lúc này cũng là yếu tố khiến thể lực của cầu thủ Palestine không đảm bảo ở những phút cuối cùng. Huấn luyện viên của Palestine khép lại, thật sự mà nói, Palestine đã chơi một trận đấu khá trắng, va chạm quyết liệt với cầu thủ Việt Nam. Nhưng tôi cũng muốn nói là lực lượng đội sang Việt Nam cũng mất 4 cầu thủ quan trọng nhất. Tôi đã tạo cơ hội cho các cầu thủ mới ra sân cho đội tuyển quốc gia. Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến vòng loại World Cup. Sẽ thật vui nếu như chúng tôi có thể hòa Việt Nam.